Chào các bạn, chào mọi người. Mình rất vui khi các bạn và mọi người nghe xem video của mình. Chắc hẳn nhiều người cũng chưa biết hết công dụng của những que keo nến này. Bó keo nến này cực kỳ rẻ, một bó 10 que chỉ khoảng 15 đến 20 ngàn, nhưng nó có công dụng cực kỳ tuyệt vời. Dùng để dán các vật dụng trong gia đình, dán kính vỡ, dán làm bể cá, dán đồ điện, dán giày, dán dép, dán những vật trang trí trên tường, vân vân, rất nhiều công dụng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số công dụng đặc trưng của que keo nến này và hướng dẫn cách sử dụng súng bắn keo nến một cách đúng nhất và an toàn nhất. Là chỉ có 62.000 10 que keo nến và một cái súng. Trước tiên mình nói công dụng tuyệt vời của những cái keo nến này. Keo nến này thực chất nó là làm bằng silicon nhựa dẻo ở dạng cô đặc, làm thành những que keo này cho dễ sử dụng. Ở nhiệt độ bình thường nó rất là dẻo, đàn hồi cao. Khi ở nhiệt độ 70 đến 75 độ C thì keo nến sẽ chảy ra. Khi nó chảy ra thì mình dán các vật dụng rất là dễ dàng, và khi nó khô lại nó rất là chắc, rất là liên kết. Keo nến có tác dụng liên kết rất chắc, chống thấm rất là cao, nên mình để dán vào những cái chỗ như là chỗ đuôi bóng đèn mình chế tạo ngoài trời này, cho nước mưa của chảy vào. Đây, mình đã dán keo nến này. Các bạn thấy không? Nó liên kết rất là chắc và nước mưa không bao giờ vào được. Thứ hai là khi những mối nối dây điện mà các bạn dùng mối nối ngoài trời ấy, thì các bạn nên nối xong, các bạn lấy keo nến các bạn dán lên, dán lên đây. Khi nó cứng chắc rồi, các bạn lấy băng keo, các bạn keo băng keo lại, thì những mối nối này nước mưa không bao giờ thấm vào nữa. Và cực tốt nếu các bạn dán bằng băng keo không thì nước mưa sẽ dễ thấm vào và dễ bị oxy hóa. Thứ ba, khi trong đời sống từng ngày, các ổ khóa này các bạn vặn nhiều khi nó bị gãy, ngậm chìa đằng trong. Cũng vậy, ngậm đằng trong là các bạn lấy kìm các bạn rút không ra được. Các bạn chỉ việc lấy cái que keo nến này các bạn hơ lửa, bất bật lửa các bạn hơ một tí nó chảy ra. Các bạn ấn vào cái lỗ đã bị gãy chìa khóa, các bạn ấn sâu vào thì cái keo nến này nó sẽ chảy, nó ngậm sâu vào trong, nó dính vào cái chìa khóa đã bị gãy đằng trong. Các bạn đợi khoảng 1 phút, 2 phút, khi cái keo nến cứng lại, nó sẽ co cứng lại cái chiếc chìa khóa đã bị gãy bên trong. Xong đó các bạn rút cái keo nến ra thì chiếc chìa khóa bị gãy nó sẽ ngậm vào cái keo nến này, nó rút ra ngoài một cách cực kỳ dễ dàng. Lúc đấy các bạn sẽ lấy chìa khác các bạn rút vào, các bạn dùng bình thường. Đấy. Hoặc khi những cái cánh cửa nhà các bạn mà bị gió cứ đập vào, đập đi đập lại, nó cứ kêu quạt kẹt và mỗi lần đập vào vỏ kính thì các bạn chỉ dùng keo nến các bạn dán vào các cái hở của cái cả cửa thì nó dán một lớp vừa thôi thì nó sẽ bám chắc vào cái cả cửa đấy, và nó có tính đàn hồi cao. Khi gió đập vào thì nó cũng dính vào keo nến, nó bật nhẹ vào ra, nó không có tiếng kêu nữa. Đặc biệt là những đôi giày, đôi dép mà khi nó bị đi nhiều nó bị mòn, dễ trơn trượt thì các bạn dùng keo nến các bạn dán lên đây, nó cũng bám chắc lên cái chiếc giày, chiếc dép này và đi nó không bị trơn trượt. Các bạn có thể khắc tên, khắc chữ, ví dụ tên của bạn Vân hoặc Eva hoặc Madame gì đấy, các bạn khắc lên đây. Các bạn đi trên cát nó sẽ in dấu cái chữ của nó trên cát hoặc trên giày, trên đất, rất là vui, rất là thú vị. Nếu các bạn mua keo nến về các bạn dùng bật lửa các bạn đốt, các bạn dùng thì nó sẽ bất tiện. Đấy, nhiều khi là dùng bật lửa thì khi hơ lửa cối thì nó keo nó không được trong và các bạn sử dụng nó không được đẹp, thì các bạn nên mua khẩu súng này về, khẩu súng bắn keo nến này về. Khẩu súng này là nếu là đĩa cả súng cả keo 10 chiếc ship về chỉ có 62.000. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng súng bắn keo nến này từ A đến Z, đảm bảo chuẩn nhất và an toàn nhất.
trước khi sử dụng súng bắn kêu để các bạn kiểm tra súng xem có bị bể vỏ, có bị chạm chập điện gì không và dây điện có bị chuột cắn gì không. Sau đấy các bạn lấy nếu súng mới các bạn lấy quên đến các bạn đút vào trong, các bạn đẩy khi nào súng nó cứng chắc thì thôi. Xong các bạn bóp cò, bóp cứ đẩy đằng sau có tác dụng, ôm cái quên đến nó đẩy đằng trước, nó đẩy một lúc nó chắc thôi. Xong để các bạn bật công tắc điện lên. Các bạn đây là cái chân của nhà chế tạo, nó mục đích là để cái súng nó nghiêng một góc 45 độ này. Đấy các bạn để như thế này. Để khoảng độ đối với loại súng này công suất nó có 20W. Nên khoảng 2-3 phút sau nó sẽ chảy kêu nến ra. Thì lúc nào các bạn thấy chảy thì các bạn dùng. Thì kêu nến là nó ở nhiệt độ 70-75 độ C nó sẽ chảy, cái thằng rất là nhanh chảy. Các bạn lưu ý khi các bạn dùng súng bắn kêu nến mà kêu nến gần hết, nó gần cột tròi một cái này, các bạn phải bổ sung ngay một cái kêu nến mới luôn, cắt vào. Các bạn trước khi bổ sung là các bạn lấy cái kêu nến mới, các bạn dính vào cái đầu trên đây, đầu trên thì đang có điện nó nung nóng cái đầu này, các bạn chỉ dính một ít thôi, nó tạo lửa cái là nó dính. Các bạn dính vào đây. Đây. Các bạn dính nhẹ thôi để cho nó tạo dính, các bạn đừng có dính nhiều nó loang lổ, nó sẽ mắc cái chốt này. Mục đích thế nào? Mục đích là khi nếu mà các bạn không dính trước thì khi cái kêu nến vào trong này nó dùng hết là nó qua cái chốt này là nó không còn tác dụng, úp cái kêu nến mới rồi nó đẩy vào, nên là cái kêu nến trong cửa vô nó rất là khó ra nên nó liên tục. Đấy các bạn bóp nó sẽ vào. Và khi các bạn dán ra ngoài trước, là giả sử các bạn mà dán nó không được thẳng thì các bạn chỉnh cho nó thẳng. Đấy, chỉnh nó thẳng, những chỗ nào dư thừa thì các bạn cắt đi cho nó thẳng, cho nó nhỏ, nó tròn đều bằng cái kêu nến này để nó vào đều. Còn khi các bạn mà nó vào tới trong đây là các bạn mới nhét vào, để các bạn hơi lửa các bạn đút vào thì nó sẽ bị, một là không thẳng, thứ hai nó sẽ coi như là nó bị cái chỗ dán nó sẽ lớn hơn cái ống này, nó sẽ mắc kẹt có vào. Đấy các bạn thấy đang bóp này, bóp ra. Dán thì các bạn khi dán thì các bạn khi nó chảy rồi thì các bạn bóp, muốn nhiều thì các bạn bóp nhiều. Đấy, để nó bóp nó chảy ra. Khi các bạn không dùng nữa thì các bạn tắt công tắc, vì đang còn kêu nến nóng trong đây thì các bạn cứ bóp hết kêu nóng ra. Đấy, vẫn còn nóng này, tắt công tắc vẫn còn này, các bạn cứ bóp hết ra, những cái kêu nến đã chảy rồi các bạn bóp ra, mục đích cho nó khỏi cô cứng trong đây, những kêu đã chảy rồi. Đấy, các bạn thấy chưa, mình tắt công tắc rồi nó vẫn còn nhiều, nó vẫn chảy đầu. Các bạn dán tiếp một số chỗ. Nếu các bạn mà tắt công tắc mà các bạn không ấn hết cái kêu này ra, mà các bạn lại không để dựng như thế này, các bạn để nghiêng luôn, các bạn cất là những kêu nóng này nó sẽ chảy ngược lại đây, nó cứng cái chỗ này. Và khi cái kêu mới là không để chảy ra, nó hỏng súng, các bạn phải tháo súng ra, các bạn sửa lại rất là lâu mà nhanh hỏng súng. Nên khi không dùng nữa các bạn tắt công tắc, rồi các bạn bóp, các bạn dùng cho hết cái lượng kêu thừa trong đây. Đấy, kêu đã chảy rồi, vẫn đang còn chảy này. Khi nào không còn chảy nữa là các bạn để dựng súng này, để dựng khi nào mà súng nó nguội hoàn toàn, nó không còn nóng nữa thì lúc đó các bạn mới để nghi, các bạn cất, các bạn khóa cái đẩy ra lại, các bạn để nghi, các bạn cất vào đầu đây. Đấy, các bạn thấy chưa, mình vẫn đang còn để tắt công tắc rồi mà
vẫn còn dùng được rất là nhiều. Cái đầu này các bạn nhớ là cho nó sạch này. Các bạn đánh cái đầu này cho sạch, sạch tiêu. Đừng để nó bố cứng cái đầu. Các bạn tắt công tắc. Xem các bạn để nguội. Các bạn để nó thật nguội súng. Các bạn cất đi. Qua video này, nếu các bạn thấy hay, like, đăng ký kênh hoặc có những ý kiến nào hay hơn, các bạn góp ý bình luận cho mình để mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.